Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách gieo hạt khổ qua và trồng đơn giản tại nhà nha. Đây là những hạt khổ qua. Những cái hạt mới thì các bạn có thể ngâm nước từ 6 đến 8 tiếng. Còn nếu những cái hạt cũ mà các bạn để qua 1-2 năm rồi đó thì các bạn ngâm từ 10 đến 12 tiếng đổ lên nha các bạn, hoặc là qua đêm. Mình trồng khổ qua nó rất là đơn giản các bạn, cũng dễ trồng không như những cái dây leo khác. Bây giờ mình dùng một cái hũ hoặc là cái ly gì đó, nếu các bạn có bất cứ cái gì cũng được. Các bạn ngâm 2 nóng 1 lạnh. Bây giờ là mình đợi cái nước cho ấm ấm đó các bạn. Rồi cái nước ấm rồi mình sẽ cho cái nước vào cái hũ này. Không nhất thiết là các bạn có cái hũ nha, các bạn dùng một cái ly hay là cái nào cũng được, chủ yếu là mình ngâm thôi. Các bạn nhớ là ngâm 2 nóng 1 lạnh nha. Sau khi mình ngâm qua đêm rồi hoặc là hạt mới thì mình ngâm từ 6 đến 8 tiếng. Mình dùng cái giấy napkin này, hoặc là các bạn dùng miếng vải cũng được, không cần phải giấy napkin nếu các bạn không có. Bây giờ mình đổ tất cả nước ra ngoài để mình lấy cái hạt này mình ủ trong cái miếng giấy này nha các bạn. Thường đó thì mình ủ khoảng chừng 1-2 ngày là cái hạt này nó sẽ nảy mầm nha các bạn. Nếu mà cái thời tiết mà mùa hè đó thì ủ hạt rất là dễ. Đó, bây giờ mình bỏ vào cái hộp này. Nếu các bạn mà không có cái hộp đó, cái hộp nào mà giữ kín thì các bạn có thể dùng cái bịch zip lock này nha các bạn. Đó, các bạn bỏ vào cái bịch này, mình zip cái miệng lại cho kín, rồi mình đem đi để ở chỗ nào mà có ấm ấm đó các bạn. Nếu các bạn để ở ngoài thì các bạn nên lấy miếng vải đen các bạn che lại để mà cho cái hạt nó mau nảy mầm nha. Còn hiện giờ ở tiểu bang mình đang làm mùa lạnh, bây giờ mới đầu tháng 2 cho nên mình dùng một cái miếng này là miếng giữ ấm đó các bạn. Mình để ở cái miếng này để mình giữ ấm cho cái hạt nó mau nảy mầm nữa. Nếu mà mùa hè thì các bạn có thể để ở ngoài chờ. Còn đây là những cái hạt mình đã ngâm qua đêm rồi đó các bạn, những cái hạt cũ hạt mới, mình 2-3 thứ hạt mình ngâm trong này rồi, cho nên mình để trên cái miếng giữ ấm này để cho cái hạt nó mau nảy mầm đó. Còn đây là cái chai nước đó các bạn, cái chai nước nhỏ đó, mình cắt đôi ra rồi mình trồng ngược lại. Đó, mình trồng như thế này rồi mình mới bỏ cái đất này vào. Sau khi nếu mà những cái hạt khổ qua mình kiểm tra mà nó nảy mầm rồi đó thì mình cho những cái hạt này vô đây để mình dưỡng cái cây cho nó lớn trước khi mình xuống chậu hoặc xuống đất các bạn. Rồi mình đã vô đầy khoăn hết rồi các bạn. Các bạn nhớ là các bạn không nên đổ nước từ ở trên xuống nha. Các bạn phải đổ ở dưới cái đáy cái chai này đó các bạn. Để qua một đêm. Thứ nhất là để cho chắc lo nó bay bớt. Cái thứ hai thì nó sẽ tự động giúp cái nước lên vừa đủ dưới cái đất này nha các bạn. Nó vừa đủ thấm dưới cái nước này. Còn nếu như mình tưới từ trên xuống á, thì nước nó quá nhiều hoặc là nó sánh cái đất lợ. Khi mình bỏ cái hạt vô đó thì cái hạt nó khó nảy mầm hơn nha các bạn. Rồi sau 2 ngày mình kiểm tra lại. Rồi hôm nay là những cái hạt khổ qua này nó nảy mầm như đó các bạn. Đó. Các bạn nhớ nha. Những cái mầm đó là những cái rễ đó các bạn. Các bạn hãy để ngược xuống. Rồi để mình để khoảng xuống 1 inch thôi. Mình cũng không nên để sâu nha các bạn. Để sâu quá cái hạt nó cũng khó nảy mầm. Cho nên sau khi mình để xuống mình để khoảng 1 inch rồi mình lấp đất sơ lại vậy thôi.
các bạn mà để cái hạt sâu quá đó, nhiều khi nó cũng không có nảy mầm lên nổi các bạn. Mình chỉ để xuống khỏi cái lớp đất này khoảng 1 inch thôi nha. Các bạn chú ý cái đó, thì cái hạt nó sẽ mau nảy mầm hơn. Sau khi mình để qua một đêm á, thì cái đất này nó hút hết cái nước các bạn. Các bạn bỏ hạt vô rồi thì các bạn châm thêm nước ở dưới cái đáy chai này nha. Đó, giờ các bạn ở trên á, thì các bạn nên nhớ chú ý là phải dùng cái chai xịt, mình xịt sơ để cho làm ướt cái mặt trên đó các bạn. Chứ các bạn không nên tưới nước từ ở trên xuống nha. Cái đất nó sánh lại, nó làm cái mầm nó khó nảy mầm hơn các bạn. Cái cây nó chậm lớn hơn. Mình làm bằng cách này thì cái cây nó nảy mầm rất nhanh nha các bạn. Nó lớn nhanh nhanh lắm. Mình tưới nước từ ở trên xuống cũng được. Nhưng mà có một cái là khi mình tưới nhiều quá đó, cái đất nó sánh xuống cứng quá thì cái hạt nó chậm nảy mầm, nó chậm phát triển cái cây. Bây giờ ở ngoài chợ là còn lạnh các bạn. Bây giờ mới giữa tháng 2. Thường ở tiểu bang mình tới tháng 4 thì trời nó mới mát mát là được các bạn. Cho nên mình đem những cái hạt khổ qua này mình ủ vô cái kệ. Cái kệ này là mình tự chế. Mình có gắn bóng đèn ở trong đây nữa các bạn. Bây giờ mình cho những cái cây ly vào cái kệ này để mình ủ ở trong đây nữa các bạn. Rồi sau một tuần lễ nha các bạn, một tuần lễ những cây khổ qua này nó nhảy mầm đều nha các bạn. Các bạn thấy không, nó rất là đẹp, nảy rất là đều. Còn nếu các bạn tưới nước từ ở trên xuống á, thì nó làm cái đất sánh lợ đó, nó làm cái cây đó, nó phát triển chậm lắm các bạn. Đó, sau khi một tuần lễ các bạn kiểm tra lại thì nó ở dưới cái đáy ly này nó cũng bớt nước nè các bạn. Nếu các bạn thấy mà nó hết nước thì các bạn châm thêm. Mà các bạn muốn đưa ra trồng ở dưới đất á, hoặc chậu đó, thì các bạn nên nhớ nha, phải để ở trong mát khoảng 2 ngày. Các bạn không nên đưa ra sớm quá. Nếu các bạn mà đưa sớm ra trực tiếp ánh nắng á, thì nó làm những cái cây này bị héo nha các bạn. Cho nên phải giữ ở trong nhà khoảng 2 ngày sau mình mới đem ra nha. Bây giờ là được 2 ngày rồi đó các bạn. Đó, mình sẽ đem ra phía ngoài. Bây giờ mình xuống mấy cái thùng này nha. Thường á, thì mình trồng ở nhà ăn, mình không có trồng dưới đất các bạn. Tại ở nhà mình còn cái sân cỏ, cho nên mình có tưới cái sân cỏ, cái phân cỏ đó, mình sợ ảnh hưởng thôi. Cho nên mình trồng ở trong thùng. Đó, sau khi mình đem ra ngoài, mình chút ngược vậy thôi. Nó rất là dễ các bạn. Đó, mình để nguyên cái bụm đất này luôn, mình chôn xuống dưới. Chứ mình đừng có giúp từ cái cây lên nha, nó đứt cái rễ con đó các bạn. Thì cái cây này nó cũng mất sức, nó chậm lớn rồi đó các bạn. Đó, mình trong cái ly đó mình chút ngược nha, nó còn cái bầu đất đó. Các bạn cứ giữ luôn cái bầu đất này, mình chôn xuống dưới luôn. Rồi sau khi mình cho những cái cây khổ qua này xuống cái thùng này rồi, thì các bạn cũng nên tưới thêm một ít nước để cho những cái đất này á, nó sánh xuống cái rễ, nó bao là cái rễ các bạn, cho cái cây khổ qua này nó vững thêm. Ở tiểu bang mình á, thường đầu mùa đó nó còn lạnh và gió rất là nhiều các bạn. Khi mình mới trồng một cái cây con nó xuống á, cái rễ nó chưa có bám nhiều đó. Khi mà trời gió nó làm cái cây đông đưa đó các bạn, nó sẽ động cái rễ, có khi nó bị chết hoặc là nó chậm phát triển đó các bạn. Cho nên mình dùng cái cây này, mình tìm cách như cái nào cũng được để mình giữ cái cây đừng có đông đưa đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, tiểu bang mình còn lạnh, tại vì mình muốn xuống cây sớm đó, thì mình dùng cái thùng này mình cưa cái đít ra. Cái thùng này thùng nước đó các bạn. Mình cưa cái đít ra để mình làm của nhà kính nhỏ nhỏ như vậy đó. Thường thì khoảng tháng 4 mình mới xuống, nhưng mà bây giờ khoảng gần tới tháng 3 mới cuối tháng 2 đó các bạn. Mình xuống sớm cho nên mình phải dùng cái bình đó. Còn đây là cái vàng.
cái vàng mình tự chế, mình chế theo cái hàng rào các bạn, để mình giữ cái hàng rào thứ nhất là không có bị nghiêng ra ngoài. Cái thứ hai nữa đó, thì cái sau khi cái mình trồng qua một cái mùa tới mùa đông rồi đó, thì cái vàng này mình có xếp gọn lại các bạn, mình hạ xuống mình xếp gọn lại, và mình có thể vàng có thể tăng đưa được các bạn, mình không có làm chết nha. Tại sao các bạn thấy mình giăng những cái sợi dây này? Tại vì tiểu bang mình nếu mà mùa hè nó rất là nóng, có những tiểu bang khác thì các bạn người ta sẽ bỏ cái dĩ sắt lên cũng được. Còn nếu mà tiểu bang mình bỏ dĩ sắt lên á, sau khi cái cây khổ qua nó phát triển cái dây leo các bạn, nó cuốn vô cái dĩ sắt mà trời nóng á, nó làm héo cái dây, nó làm chết cái dây luôn các bạn. Cho nên mình thường á, mình dùng những cái sợi dây, nhất là những sợi dây điện có bọc nhựa hoặc là dây nào cũng được, đó mình căng như thế này. Mình có thể sử dụng được dài mùa các bạn, do mình thay dây. Rồi sau khi mình xuống đây bữa nay là được hơn một tuần. Còn cái này là được một tháng nha các bạn. Một tháng giờ bắt đầu cây khổ qua mình nó phát triển. Mình chỉ khó từ lúc đầu khi mình trồng xuống các bạn. Các bạn phải giữ kỹ, đừng cho cái gió đông đưa nó sẽ động cái cây khổ qua đó. Thì cho nên nó làm cây khổ qua chết nha các bạn phải kỹ cái đó. Nếu các bạn không kỹ thì cây sẽ chết. Tại vì cái tiểu bang mình á, thứ nhất là trời rất là lạnh hoặc là nóng, nóng thì nóng rất là nhiều, mà đầu mùa thì gió lại nhiều, cho nên mới giữ cái cây như vậy để cho cái khổ qua nó mau phát triển đó các bạn. Rồi sau khi hơn được một tháng mấy, gần 2 tháng rồi các bạn, bây giờ cái cây khổ qua này nó có trái rồi đó các bạn. Đó, mình trồng khổ qua tại nhà nó không có gì khó, nó rất là đơn giản. Chỉ khó khăn từ lúc đầu, lúc mà mình xuống cây đó, mình phải kỹ chút xíu để cho cái rễ nó đừng có đứt. Nếu các bạn xuống mà không kỹ đó, thì cái cây đó, nó chậm phát triển các bạn. Còn mình xuống kỹ thì cái cây nó mau phát triển, nó sẽ lên cái cây cho tốt cho mình. Hôm nay là nó đậu trái rồi các bạn. Sau cũng được hôm nay chắc cũng được 3 tháng mấy rồi các bạn, từ lúc mà mình gieo hạt tới bây giờ đó. Rồi cái trái này đã lớn rồi các bạn. Rồi mình sử dụng cái trái này để làm giống luôn. Thường mình trồng khổ qua mình không có trồng cái trái lớn nha, mình trồng cái trái nhỏ nhỏ rồi thôi. Mình thì thích ăn cái khổ qua dùng thịt để hầm đó các bạn. Nếu mình sử dụng cái trái lớn quá, khi mình dùng thịt mình cắt đôi ra thì mình không thích lắm. Cho nên mình dùng một nguyên trái vậy đó, mình để xuống trong cái nồi cái mình hầm thì nó gọn hơn các bạn. Đây, mấy cái trái mà mình lựa cái trái tốt tốt để mình làm giống các bạn, để mùa sau mình có khổ qua trồng tiếp. Đó, mình cột cái sợi dây, đây là cái sợi dây đèn, đèn của Noel các bạn. Mình tháo mấy cái bóng ra, mình không còn xài nữa, mình căng nó lên. Có một số bạn lúc trước thấy cái vàng này đó, người ta sao không dùng cái dây kẽm các bạn. Tại vì cái tiểu bang mình rất là nóng, dùng dây kẽm thì nó tốt hơn, mình xài lâu hơn. Nhưng mà khi trời nóng á, thì nó làm cái dây nó nóng, khi những cái dây leo này, những cái dây nó cuốn vô đó, nó sẽ làm héo những sợi dây leo, nó làm chậm phát triển các bạn. Rồi hôm nay những trái khổ qua này có thể mình thu hoạch được các bạn. Còn đây là trái giống để cho mùa sau để mình trồng lại đó các bạn. Rồi video của mình tới đây tạm dừng nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại video sau.